Anh, hôm nay em sẽ trao anh thứ quý giá nhất của đời em. Giả vờ như tất cả mọi thứ. Ê, nghe nói mày đi chơi với em Phương khách sạn nguyên luôn hả? Sao tao kẹt nghe coi. Ê, tao với ông Phương là chỉ ở chung khách sạn chứ không có chung phòng. Đúng vậy à? Mày làm như ai như mày, tụi tao chỉ là bạn bè thân thiết mà thôi. Mày nói em phải thôi hết. Có những điều gian nan anh phải cố che giấu đi, giọt nước mắt vì tương lai của đôi mình. Hạnh phúc một ngày sẽ đến, anh vững tin vào điều ấy. Vì bên anh rất ấm áp đôi vòng tay này, và nếu như đời giông bão chỉ cần anh được bên em. Lúc sân hờn vu vơ, ta đừng buông vội đôi tay. Hãy ôm anh, ôm sâu lưng. Dạ em chào anh chị. Cho anh hai phòng. Dạ. Dạ chìa khóa phòng đây ạ. À. Cảm ơn. Có một số chuyện không cần thiết phải nói ra, thì ta tốt hơn cứ nên im lặng. Này em, những lời hứa, anh xin lỗi anh vẫn chưa thể cùng em vui đùa đi khắp nơi. Trái tim anh giờ đang đóng băng. Thôi anh về đi, ngủ ngon nha. Anh, hôm nay em sẽ trao anh thứ quý giá nhất của đời em. Giả vờ như tất cả mọi thứ chưa xảy ra với anh, lấp lờ những thứ ngay trước mắt anh chẳng cần so sánh. Nụ cười khi ấy giờ đã khó. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi em đứng ở FPT Shop trong màu áo tím khói với đường cong tuyệt mỹ, và anh sẽ không bỏ lỡ giây phút này. Nơi phía sau vẫn luôn có anh, vẫn luôn có anh.